hào hứng đi đu idol và cú plot twist đáng lòng. Có mỗi mình vẫn đang ở nhà. Sợ bíp 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 bíp. Không đi đu idol á? Mai mình mới đi nên là búa thì cầm trên tay đây rồi nhưng mà chưa được đi. Mai đi các bạn ạ. Tại vì là gấp quá, lúc đầu nó không định đi nhưng mà hôm qua mới quyết định đi thì không có kịp mua vé. Nếu mà hôm qua mà mua vé hôm nay thì cũng hơi gấp, thế là sáng nay mới bắt đầu mua. Với cả hôm qua là chưa chốt ấy. Để sáng nay mới bắt đầu mua và mua vé của ngày mai. Chứ còn sáng nay mua chiều đi làm sao mà đi được. Đúng. Nóng bỏ mẹ nha các con ghệ à. Trời ơi, rất nhiều người muốn được nóng như thế nha. Nên là cái hội ở nhà không cần phải gato mà nói là giờ mưa với cả nắng gì đâu. Mưa nắng người ta vẫn muốn đi à. Mai ọp á, tất nhiên rồi. Cầm búa đây rồi các bạn còn hỏi nữa. Tất nhiên là mai ọp rồi. Các bạn nghe này. Lastic bling hả? Đúng rồi, lastic bling. Nhưng mà chiều giờ chỉ được gõ mèo thôi chứ chưa được đi à. Nó sẽ có 3 chế độ à. Nó sẽ sáng như thế này à. Nó sẽ nhấp nháy. Đây, nó sẽ nhấp nháy như thế này. Đấy. Nhưng mà kết nối vào app thì nó sẽ nháy theo nhạc. Được đi trông vui nhỉ? Đi vui chứ. Rồi, hôm nay, sáng nay thì mẹ mình gọi điện xong rồi. À đâu, sáng nay vừa mở mắt ra thì mình thấy mẹ mình gửi cho mình chia sẻ cho mình một cái link của một bài post ở trên Facebook bảo là bán cái gì mà kiểu như hội phe vé bán lỗ một nửa giá một nửa các thứ ấy. Mẹ mình gửi cho mình xong mình buồn cười quá, tại vì hôm trước mình bảo mẹ mình là người ta bán lỗ vé nhiều lắm nhưng mà không đi. Đấy, mình bảo là không đi. Thế nhưng mà hôm nay thì mình với chị Hằng mới quyết định là sẽ đi nhưng mà mẹ mình không biết. Cái hồi trưa hay sao thì mẹ mình gọi điện, hồi sáng mẹ mình gọi điện. Xong rồi mình mới bảo mẹ mình là con với chị Hằng mua vé rồi chuẩn bị đi. Xong rồi mẹ mình bảo lại đi. Sao bảo không đi, sao mình bảo là thôi đi chơi chứ 2 năm rồi, mấy năm rồi toàn làm việc còn được đi chơi đâu. Đúng. Thế rồi mẹ mình cười lại bảo đi. Tức là giá cũng khá là cao ấy. Thực ra thì cái giá mà bọn mình mua đã rẻ so với cả giá gốc rất nhiều rồi. Nhưng mà vẫn ý mình là đấy là vẫn là một cái khoản tiền hơi cao. Nó chỉ rẻ hơn so với việc là mình mua giá gốc và so với việc là mình đi concert ở nước ngoài thôi. Nhưng mà nó vẫn cao đối với những người mà kiểu non fan như bọn mình. Bọn mình không phải là kiểu fan cuồng đâu. Bọn mình đi xem để cho biết, đi xem ủng hộ, đi xem đi để thưởng thức, để trải nghiệm ấy. Thì đấy, với cả người ta đẹp như thế mình cũng muốn nhìn ở bên ngoài xem như thế nào. Không biết có nhìn được không nữa. Bọn mình mua ghế VIP, bọn mình mua VIP như là AK hay sao á. Thì không biết là liệu là có nhìn thấy cái gì không. Mình cũng muốn đi luôn ngày đầu tiên ấy, nhưng mà Hằng Đàm bảo là không có thời gian chuẩn bị nên là Hằng Đàm quyết định là mua vé ngày hôm sau. Thì bọn mình mua hết 10 triệu rưỡi hai vé. Thật ra thì giá cũng hơi cao nhưng mà mình bảo chị Hằng là thôi cứ mua đi cũng được, tại vì là sau này nếu mà không đi thì cũng, sau này nếu không đi lần này chắc chả còn lần nào đi nữa, bởi vì lần sau nếu mà có về Việt Nam chả có ai ngu mà đi canh cái vé nữa đâu, bởi vì lần này người ta lỗ rất là nhiều đúng không, nên là sau này đi thì một là mua bằng giá gốc, hai là mua cao hơn giá gốc thôi. Nên là bây giờ có cơ hội rẻ như thế này thì mình đi ủng hộ luôn. Với cả cũng bảo Hằng Đàm là đi chơi nốt đi để mà con lấy chồng. Thế là bọn mình đã quyết định là đi xem. Ôi mình muốn đi xem có sợ IU hơn nhưng mà không có tiền. Mình fan IU mà, nhưng mà IU không có world tour ấy. Không có world tour kiểu to như Blackpink mà có ở những cái nước như này đâu. IU thì thường tổ chức concert ở Hàn hoặc là Nhật, hoặc là hình như là chủ yếu là Hàn với Nhật thôi sao ấy. Nên là nếu mà muốn đi concert của IU thì phải sang tận bên đấy. Quá xa xôi và quá tốn kém, không có tiền. Chứ còn mình thì fan IU nha, mình fan Big Bang, mình fan IU, mình fan 21 nhưng mà không còn cơ hội để xem Big Bang và 21 nữa rồi. Nên là mình không đi được, không có cơ hội nữa. Đi xem Blackpink cũng được. Không, em không ham mê xem mấy chị Blackpink này, em đi ra Sài Gòn để ở ẩn á. Thật ra thì như thế này nhá, như thế này cho rõ ràng này. Ai đi cứ việc đi, ai có tiền cứ việc tiêu, ai không thích đi, không đi. Ai không thích tiêu tiền vào việc đi xem concert, không cần nói gì hết, không cần phải nói nhau, không cần phải nói kháy nhau, không cần phải nói đều nhau kiểu như là kiếp lạn thứ bao nhiêu. Nói vui vui thì ok nha, chứ còn nói kiểu kháy kháy theo kiểu là mưa gió thì cũng đú đởn với nhau. Với cả tiền thì chắc gì đã cho bố mẹ được một đồng nào mà đi đu idol này kia. Thực ra thì mình nghĩ đấy là chuyện của người ta, mà tiền người ta muốn tiêu ở đâu đấy là việc của người ta. Mình không cần phải quan tâm và mình không cần phải nói là làm gì hết đúng không? Đúng vậy. Chắc gì các bạn đã biết là người ta không cho tiền bố mẹ người ta mà các bạn nói đúng không? Nên là thôi kệ đi, ai có tiền và tiêu việc gì thì đấy là việc của người ta. Mình ủng hộ mỗi người có một niềm vui. Hồi nào người ta làm gì sai trái thì mình hẵng nói. Chứ còn người ta làm việc gì tiền của người ta tiêu ở đâu kệ người ta chứ. Sao mà cứ phải thích nói thế đúng không? Kể cả mình nha, hồi đầu mình nói là mình không đi concert nha, mình cũng chả nói gì mọi người cả. Mình bảo là ai đi thì cứ đi thôi. Mình bởi vì mình không phải là fan nên là một cái vé khoảng tầm 10 củ quá đắt so với mình nên là mình không đi. Mình chỉ nói thế thôi. Chứ còn mình nghĩ là đi nó sẽ có cái trải nghiệm của họ, và ví dụ như là có khi là đến 80 tuổi họ vẫn có thể kể lại được, và đấy là cái trải nghiệm mà không bao giờ họ được trải nghiệm lại được lần nữa ấy.
đấy, mình thì là cái đứa ủng hộ cái việc sống để trải nghiệm, nên là tất nhiên là trải nghiệm đối với, nhưng không phải là mẹ cái gì cũng thử đâu, không phải mắt tóe mà tụng cái gì cũng được thử đâu. Nên là ai có tiền thì cứ tiêu thôi, việc của ai người đấy làm, còn sau đấy thì mình vẫn đi bởi vì là vé rẻ quá nên là mình đi thế thôi, chứ còn cũng không phải là, chứ còn trộm vía là lúc đầu mình không có nói gì, hay là ví dụ hồi đầu mình nói là ví dụ ôi đất như thế mà cũng đi với cả kiểu fan fic đú đởn này kia, xong bây giờ mình đi cái chắc mọi người chửi mình chết. Nhưng mà từ trước đến giờ mình vẫn muốn đi muốn đi concert của idol mà, nhưng mà idol của mình thì disband gần hết. 2NE1 với cả Big Bang đều không đi được nữa rồi, thì mình không có cơ hội để đi thôi. Chứ còn Blackpink thì bây giờ vé rẻ thì mình đi, với cả ngay đây nhà mình gần đây, nếu mà tổ chức ở trong Sài Gòn thì chắc mình cũng chả đi đâu, bởi vì sẽ còn thêm vé máy bay, thêm khách sạn, thêm các thứ nữa. Nay cuối tuần chị không đi chơi với người yêu ạ. Rồi ôi giờ anh đi chơi người yêu nữa, giờ người ta phải đi mẹ đu idol chứ phơ mọi người. A few moments later. Vãi chửa. Thằng Đà vừa nhắn tin cho mình là vé đã bị bán các bạn ơi. Đặt cọc rồi, xong bây giờ nó bảo là nó bán vé rồi, sao giờ? Slightstick mua rồi, búa mua rồi. Pass búa giá rẻ các bạn ơi. Nhưng mà không được, mình đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp và một tinh thần rất là nhiệt thành để mai đi đu idol rồi. Tại sao bây giờ báo là vé bán là sao? Chết rồi. Mua cả lightstick rồi mà bây giờ báo là ủa giờ sao? Mấy cái búa cầm trên tay rồi, bây giờ mới nhắn tin là bán mẹ vé rồi. Mà nha, sáng nay nó có bắt mình cọc nói các bạn. Vé 10 triệu rưỡi. Vé 10 triệu rưỡi, sáng nay nó bắt mình chuyển 1 triệu để cọc vé. Xong rồi nó kêu là mai nó đưa vé cho. Xong rồi cọc rồi. Xong bây giờ nó kêu là bán vé rồi là như nào? Mẹ, cảm xúc lên xuống thực sự luôn ấy. Trời, em mới chia tay người yêu vì ít quan tâm với ông mẹ. Bây giờ yêu đương nó không quan trọng một cái việc làm nào để có được vé mai đi đây này ông ơi. Bây giờ mà vẫn còn ngồi đấy mà chia tay người yêu nữa, yêu đương không quan trọng được không? Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Flex bản thân với tài năng nấu ăn đỉnh cao. Chị flex bản thân đi ạ. Flex bản thân đi ạ. Hôm qua nha, hôm qua mình có đăng một cái story á. Story mà chụp cái chân ga của mình, xong mình bảo là nghe nói là chân ga của cô ấy toàn màu hồng ấy. Thì lúc đấy là mình đã viết thêm một đoạn dài dài cơ. Nhưng mà sau đấy thì mình đã xóa đi bởi vì mình thấy nó dài quá, mình thấy mình liên thiên quá, mình đã viết nữa. Mình sợ người ta ghét. Thì lúc ấy mình định viết thêm một đoạn như này. Mình định ghi là tình cờ mình lại đúng là gu của mình á. Ý là tình cờ mình lại đúng là gu con gái của mình á. Tại vì mình thích một cô gái mà nó hơi mix một tí giữa các thứ với nhau ấy, mới tả vậy các bạn hiểu không? Nó tức là khi mà làm việc nha, mình vẫn rất là chăm chỉ, rất là cố gắng và rất là nghiêm túc, rất là mạnh mẽ. Đấy, thế hay là trong cuộc sống thì mình vẫn cảm thấy là mình khá là biết để ý tinh tế, với cả biết đối nhân xử thế các thứ. Thực ra thì cũng nhiều thứ hơi vụng vụng, nhưng mà như vậy là cũng ok rồi đúng không? Với cả mình cũng tức là nhìn thì trông có vẻ một phần nào đấy rất là mạnh mẽ, nhưng mà một phần còn lại tính nữ của mình vẫn rất là nhiều, và mình rất là điệu, và mình rất là thích làm đẹp, mình rất là thích đấy kiểu vậy, mình rất là yêu đời nữa. Thế là mình cảm thấy mình là gu của mình chỉ có mỗi một thứ mình không thích ở mình, đấy là đã biết nấu ăn. Mình rất không thích cái tính này của mình, không phải tính mà là mình rất không thích cái điểm này ở mình ấy. Mình thích người biết nấu ăn và mình thích là người biết biết chăm lo gia đình ấy, thì mình chưa làm được cái điều đấy. Có nhiều người thì người ta cảm thấy cái việc không biết nấu ăn là đỏng đảnh, là tiểu thư, là cái để khoe khoang, nhưng mà không, mình rất thích những người khéo tay và biết nấu ăn. Nên là sau này khi mà công việc của mình làm không tốt nữa, mình stream đéo ai xem nữa, thì mình sẽ về nhà và mình sẽ là một bà nội trợ và mình sẽ đi học nấu ăn các bạn. Mình sẽ đi học nấu ăn để mình sẽ là một người vợ đảm ngoan hiền. Trời ơi tuyệt vời. Sao học sẽ được á? Thì đúng rồi, sao ai sẽ học mà. Hôm nọ mẹ mình bảo mình đi học ấy, mẹ mình bảo là đi học vài buổi là được ý mà các thứ. Xong mình cũng bảo là không biết là có học được không, bởi vì là bình thường người ta, kể cả người ta không biết nấu ăn thì người ta cầm bát, cầm đũa, người ta cầm cầm dao, cầm các thứ, cầm thớt, người ta trông người ta vẫn uyển chuyển ấy, trông mình cầm cái đảo ấy, trông cầm như cầm gạch đi phang nhau ấy các bạn. Vãi cầu. Kiểu ý là cái tay của mình nó không được chuyên nghiệp, ý là không, nó không giống con gái lắm ấy, mình cầm trông nó cứ vụng về. Đảo ấy mình không thích cách nấu ăn của mình, hay là cách mình làm việc nhà ấy, trông nó hơi vụng về và trông nó không thích. Nếu mà mình là con trai thì mình sẽ cưới một cô để biết nấu ăn, nhưng mà thôi, mẹ ở đời làm sao mà cái gì cũng hoàn hảo được đúng không các bạn? Vừa chơi game hay, vừa dễ thương, lại còn biết nấu ăn nữa thì úi giời ơi, mẹ cho mình vào bảo tàng mà trưng đi chứ còn. Bạn mình kinh rồi. Nắng nấu ăn kiểu trưng dàn bóng tối á, nhiên là không đến mức đấy, nhưng mà mình nấu ăn nó sẽ kiểu lâu ấy, mất thời gian, với cả
cồng kềnh, xong rồi là bát đũa xong nồi liệt xiếc hết cả lên, xong rồi dọn cái mệt rồi cứ nấu ấy. Kiểu vậy, nấu rất là lâu. Người ta nấu chuyên nghiệp, người ta nấu rất là nhanh nha. Mình thấy kiểu ví dụ nha, người ta sắp xếp được, người ta biết được là cần cái gì làm trước. Ví dụ như là sẽ có những cái món mà sẽ cần ướp trước các thứ đúng không? Tính toán được thời gian này kia, xong rồi người ta làm gọn gàng các thứ. Nhưng mà nếu như các bạn mình làm lâu với cứt, xong rồi mình cảm thấy là thời gian mình làm nó lâu hơn là thời gian mình order về, thế thôi mình đều nấu nữa. Ngày xưa mình đi làm ở công ty ấy, xong rồi các bạn biết là bữa chiều nó hay có một cái bữa xế, gọi là bữa hoa quả ấy. Kiểu công ty không biết được công ty đâu nhiều tiền đấy, ngày nào cũng thấy mua hoa quả về rồi bổ ăn. Thế là thành ra là mình biết là nếu mà mình nhỏ tuổi mà mình không đi làm thì mình rất là ngại đúng không? Thì mình cũng xí xa xí sớm ra để em gọt cho, xong cầm dao lên. Mẹ, các bạn biết là mẹ gọt quả táo mà nó thấm hết quả táo. Gọt xong ôi giời ơi, đến mức mà anh chị bảo là thôi mày đi ra để chị gọt cho. Thế xong rồi là mình chỉ ngồi bên cạnh, kiểu như là đất cái việc gì chỉ có ra lấy bát lấy đũa, ra lấy đĩa lấy dao các thứ để đấy cho các chị gọt thôi, chứ các chị không khiến mình gọt. Tại vì mình gọt rất là lâu, bổ rất là lâu, xong rồi dễ trông rất cồng kềnh, với cả kiểu lâu ấy, thấm hết quả táo vẫn chưa xong, nên là thành ra mọi người bảo không khiến mình nữa. Thế là mọi người cản trở rất là nhiều cơ hội để mình có thể phát triển được tài năng nấu ăn của mình. Thành ra thì bây giờ mình cũng chưa biết nấu. Mọi người không có tạo điều kiện cho mình ấy, các bạn biết là làm gì có ai mà kiểu làm phát được luôn đúng không? Người ta phải sai lầm nhiều lần chứ. Nhưng mà mọi người thấy mình sai lầm cái là mọi người bảo mình cúp dài cho mọi người làm rồi. Thế ra là đến bây giờ mình vẫn chưa thể nào mà rèn luyện được. Câu chuyện nấu ăn nó vẫn là một câu chuyện mà đến bây giờ vẫn nhức nhối, mình vẫn không thể làm được. Mọi người có hỏi mình là có buồn không? Thì xin thưa là mình chết mẹ chứ đừng có sao không trời. Vì sao chúng ta không nên chửi nhau trên mạng? Không ai biết mình là ai nên cứ chửi thoải mái cho nó thư giãn. Cứ chơi bị chửi mà không nói gì là nó cứ bị mê đi ấy á. Trời ơi, ta gọi là khẩu nghiệp đấy. Các bạn biết là hôm nọ trong cái lúc mà mình tập thể dục ở trên tầng ấy, sau mình ngồi tập xong mẹ mình ngồi bên cạnh, mẹ mình nói chuyện thì hôm trước hàng Đàm có nói là hàng Đàm xem ở đâu ấy, nói chung là xem mấy chỗ kiểu đi xem tình cờ, xem bói, xem bụp gì ấy. Thì người ta bảo là kiểu nhà mình khá là nhiều, tức là cái phước đức nhà mình là do mẹ mình tạo ra. Tại vì mẹ mình là một người rất là hiền và không bao giờ kiểu như là đi gây sự hay là làm gì với người khác, cũng chả bao giờ nói những cái lời lẽ quá là cay nghiệt hay là không bao giờ có ý đồ xấu với người khác. Tức là mẹ mình luôn sống theo kiểu chan hòa, giúp được ai giúp kiểu vậy. Nên là mẹ mình là người kiểu tích phước cho nhà mình ấy. Thậm chí là hồi nhỏ mình có lần, sau khi hàng Đạp kể thế thì mẹ mình bảo là hồi nhỏ cái lần mà mình kiểu như là suýt nữa thì chết, kiểu bệnh suýt chết ấy, thì là mẹ mình sau khi mình khỏi thì mẹ mình đi xem bói, người ta bảo là nhà mình phải có rất là phước rất là lớn thì mình mới ở lại với nhà mình ấy. Tức là nếu không thì mình ở với các bạn mình sang kiếp mới rồi. Đấy thì tức là sau rồi nói đến cái đoạn đấy thì mẹ mình mới bảo là nhưng mà mẹ thấy con cũng nói năng tử tế mà con cũng kiểu chả có nói năng nhã nhặn, các bạn hỏi cái gì con cũng trả lời, con cũng chả có nói cái gì độc mồm độc miệng hay cái gì cả ấy. Mình cũng thấy thế, nhiều lúc mình lên stream mình cũng chỉ nói vui ấu dề tí thôi chứ còn mình đâu có ác ý gì với ai. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mọi người mà chơi game hay mọi người cãi nhau chửi nhau hay mọi người đi đâu đấy ra ngoài mà mọi người kiểu nói cho sướng cái mồm ấy, kiểu như là tức quá cáu quá xong rồi cứ chửi thôi, không biết là đối phương có buồn hay không á, thì như thế là mình đang tạo nghiệp cho mình ấy. Mình rất là tin vào luật nhân quả nên là nếu mà mình sống một kiểu tạo nghiệp như thế, ok, nuốt mồm nuốt là người đấy. Càng lớn càng tin vào tâm linh á. Tức là tất cả những cái luật ở trong thế giới này, vũ trụ này nó đều đứng sau luật nhân quả cả. Nó chỉ là nó diễn ra theo cách này hoặc là cách khác thôi. Nên là cái luật nhân quả rất là mình cảm thấy nó đúng mà. Chiến thần chia tay. Nên không, khi chia tay chưa vui thôi chứ làm gì có ác ý gì đâu. Nhưng ý là mình cũng không có chửi bậy, không có cố tình công kích một ai luôn á. Gần như là thế. Mình không biết là có lúc nào mình có cáu quá, mình nói cái gì quá đáng không, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà gần như là mình sẽ luôn kiểu vô tình thì không biết, nhưng mà sẽ không bao giờ cố tình công kích ai hết. Chỉ trên game thôi chứ ra ngoài mình không dám ho he gì đâu. Nên gọi là anh hùng bàn phím á. Trời ơi, cái trên, ý là trên mạng thì cũng có thể là làm tổn thương một ai đấy á. Ví dụ như là mình lấy ví dụ nha, là người ta đang có một ngày rất là vui vẻ, người ta vào chơi game xong tự dưng người ta bị chửi chẳng hạn, tự dưng hôm đấy người ta mang khó chịu vào người, bực tức vào người, cả một ngày hôm đấy người ta khó chịu, người ta làm cái việc gì cũng không được nên hồn, bình thường nói chuyện với bố mẹ thì nhẹ nhàng, hôm đấy bởi vì bực tức mà nói chuyện cọc cằn chẳng hạn, thì đấy là cái hậu quả rồi đấy đúng không? Hồi đầu mình stream nha, mình không phải là một cái đứa rõ ràng lắm là mình mang lại giá trị gì đâu. Ngày xưa mình cũng cảm giác stream là cái công việc mà nó kiểu vô bổ ấy, kiểu nó cũng chả có tác dụng gì, nó cũng chả có cái gì cả, chỉ có những người thừa thời gian người ta mới ngồi xem stream thôi. Đừng có mà giang hồ nha. Nên là ngày xưa mình không xem stream.
Đến cái lúc mình làm sim rồi nha, mình mới biết là sim thực ra thì nó cũng có mang lại giá trị. Xong đến lúc kiểu bên này bên kia phỏng vấn, người ta nói là được biết là bạn lên bạn là một người kiểu như là làm nội dung rất là chỉn chu, với cả luôn cố gắng mang lại giá trị cho người xem các thứ. Xong mình có mang giá trị hả? Kiểu mình thế. Xong mình kiểu mình thắc mắc luôn đó, mình không biết là mình mang lại giá trị gì. Xong người ta bảo là kiểu, xong người ta viết báo về mình, người ta bảo là các video của mình luôn hướng đến một cái giá trị gì đấy tốt đẹp, kiểu khuyên mọi người sống tốt hay là cổ vũ các bạn trẻ cố gắng rồi là đó, mình được cái mõm thôi, nên là đấy thì người ta bảo vậy, thấy cũng đúng. Gần như là mình cảm thấy là sau cuối cùng thì vẫn là cổ vũ các bạn sống tốt hơn thôi, cổ vũ các bạn kia tập trung vào công việc, phát triển bản thân này kia, giúp những kẻ mù quáng trong tình yêu sáng mắt ra. Có nhiều khi có những cái đấy thì người ta lại không thích, ý là không phải ai cũng muốn sống theo kiểu lý trí như mình đâu. Bạn là nhất rồi.